Lại nữa, thiện hiện, sắc thanh tịnh tức là bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bát nhã ba la mật đa thanh tịnh tức là sắc thanh tịnh. Vì sao? Vì sắc thanh tịnh cùng với bát nhã ba la mật đa thanh tịnh, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Như vậy cho đến trí nhất thiết tướng thanh tịnh, tức là bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bát nhã ba la mật đa thanh tịnh, tức là trí nhất thiết tướng thanh tịnh. Vì sao? Vì trí nhất thiết tướng thanh tịnh cùng với bát nhã ba la mật đa thanh tịnh, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Lại nữa, thiện hiện, sắc thanh tịnh tức là trí nhất thiết trí thanh tịnh. Trí nhất thiết trí thanh tịnh tức là sắc thanh tịnh. Vì sao? Vì sắc thanh tịnh cùng với trí nhất thiết trí thanh tịnh, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Như vậy cho đến trí nhất thiết tướng thanh tịnh, tức là trí nhất thiết trí thanh tịnh. Trí nhất thiết trí thanh tịnh tức là trí nhất thiết tướng thanh tịnh. Vì sao? Vì trí nhất thiết tướng thanh tịnh cùng với trí nhất thiết trí thanh tịnh, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Lại nữa, thiện hiện, bất nhị thanh tịnh tức là sắc thanh tịnh. Sắc thanh tịnh tức là bất nhị thanh tịnh. Vì sao? Vì bất nhị thanh tịnh cùng với sắc thanh tịnh, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Như vậy cho đến bất nhị thanh tịnh tức là trí nhất thiết tướng thanh tịnh. Trí nhất thiết tướng thanh tịnh tức là bất nhị thanh tịnh. Vì sao? Vì bất nhị thanh tịnh cùng với trí nhất thiết tướng thanh tịnh, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Lại nữa, thiện hiện, ngã cho đến người thấy thanh tịnh tức là sắc thanh tịnh. Sắc thanh tịnh tức là ngã cho đến người thấy thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã cho đến người thấy thanh tịnh cùng với sắc thanh tịnh, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Như vậy cho đến ngã cho đến người thấy thanh tịnh tức là trí nhất thiết tướng thanh tịnh. Trí nhất thiết tướng thanh tịnh tức là ngã cho đến người thấy thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã cho đến người thấy thanh tịnh cùng với trí nhất thiết tướng thanh tịnh, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Lại nữa, thiện hiện, tham sân si thanh tịnh tức là sắc thanh tịnh. Sắc thanh tịnh tức là tham sân si thanh tịnh. Vì sao? Vì tham sân si thanh tịnh cùng với sắc thanh tịnh, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Như vậy cho đến tham sân si thanh tịnh tức là trí nhất thiết tướng thanh tịnh. Trí nhất thiết tướng thanh tịnh tức là tham sân si thanh tịnh. Vì sao? Vì tham sân si thanh tịnh cùng với trí nhất thiết tướng thanh tịnh, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Lại nữa, thiện hiện, sắc thanh tịnh nên thọ thanh tịnh. Thọ thanh tịnh nên sắc thanh tịnh. Vì sao? Vì sắc thanh tịnh cùng với thọ thanh tịnh, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Như vậy thọ thanh tịnh nên tưởng thanh tịnh. Tưởng thanh tịnh nên thọ thanh tịnh, lần lượt cho đến trí đạo tướng thanh tịnh nên trí nhất thiết tướng thanh tịnh. Trí nhất thiết tướng thanh tịnh nên trí đạo tướng thanh tịnh. Vì sao? Vì trí đạo tướng thanh tịnh cùng với trí nhất thiết tướng thanh tịnh, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Lại nữa, thiện hiện, bát nhã ba la mật đa thanh tịnh nên sắc thanh tịnh. Sắc thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì bát nhã ba la mật đa thanh tịnh hoặc sắc thanh tịnh hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Như vậy cho đến bát nhã ba la mật đa thanh tịnh nên trí nhất thiết tướng thanh tịnh. Trí nhất thiết tướng thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì bát nhã ba la mật đa thanh tịnh hoặc trí nhất thiết tướng thanh tịnh hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Như vậy cho đến trí nhất thiết tướng thanh tịnh nên sắc thanh tịnh. Sắc thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì trí nhất thiết tướng thanh tịnh hoặc sắc thanh tịnh hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Như vậy cho đến trí nhất thiết tướng thanh tịnh nên trí đạo tướng thanh tịnh. Trí đạo tướng thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì trí nhất thiết tướng thanh tịnh hoặc trí đạo tướng thanh tịnh hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Lại nữa, thiện hiện, trí nhất thiết trí thanh tịnh nên sắc thanh tịnh. Sắc thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì sao? Vì trí nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc sắc thanh tịnh, hoặc bát nhã ba la mật đa thanh tịnh, không hai phần, không phân biệt, không đạn diệt. Như vậy cho đến trí nhất thiết trí thanh tịnh, nên trí nhất thiết tướng thanh tịnh, trí nhất thiết tướng thanh tịnh, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì sao? Vì trí nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết tướng thanh tịnh, hoặc bát nhã ba la mật đa thanh tịnh, không hai phần, không phân biệt, không đạn diệt, cho đến trí nhất thiết trí thanh tịnh nên sắc thanh tịnh nên trí nhất thiết tướng thanh tịnh. Vì sao? Vì trí nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc sắc thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết tướng thanh tịnh, không hai phần, không phân biệt, không đạn diệt. Như vậy cho đến trí nhất thiết trí thanh tịnh nên trí đạo tướng thanh tịnh, trí đạo tướng thanh tịnh nên trí nhất thiết tướng thanh tịnh. Vì sao? Vì trí nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc trí đạo tướng thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết tướng thanh tịnh, không hai phần, không phân biệt, không đạn diệt. Lại nữa, thiện hiện hữu vi thanh tịnh nên vô vi thanh tịnh, vô vi thanh tịnh nên hữu vi thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu vi thanh tịnh, hoặc vô vi thanh tịnh, không hai phần, không phân biệt, không đạn diệt. Lại nữa, thiện hiện quá khứ thanh tịnh nên vị lai hiện tại thanh tịnh, vị lai thanh tịnh nên quá khứ hiện tại thanh tịnh nên quá khứ vị lai thanh tịnh. Vì sao? Vì quá khứ thanh tịnh, hoặc vị lai thanh tịnh, hoặc hiện tại thanh tịnh, không hai phần, không phân biệt, không đạn diệt.